cơm tấm chị Thông ở số 178 180 đường Cô Giang quận Nhất các bạn. À, cùng họ hàng với bún thịt nướng chị Tuyền anh hả? Dạ. Mưa mưa. Quá. Wow. Đây là nghe cái mùi thơm này. Ủa chị cơm tấm sườn này giá nhiêu? 30. Sườn chả. Giá 38. Rồi cho em dĩa sườn chả đi nha. Yeah. Mưa thì kệ mưa. Mưa kệ mưa. Ăn luôn chứ. Đó. Nhìn cái nồi cơm đã ghê. Không ngon không lấy tiền. Vậy hả? Ủa mày chị Tuyền là ai hả? Chị Tuyền là chị của anh đó. Ủa gì vậy? Ờ vậy hả? Dạ. Nhìn cái phao mỡ hành này ngon rồi. Miếng sườn cũng đã luôn. Chả 38 ngàn. Cái gì cũng ngon quá. Yeah. Không ngon là không có lấy tiền đâu. Người bán cũng ngon luôn. Yeah. Yeah. Cảm ơn. Thôi thì có quay. Lên hình luôn. Đăng lên quay hả? Dạ, Face, YouTube. Đúng rồi. Đây, cái chỗ Apple, dạ, rồi. Dĩa cơm sườn có giá 30 ngàn đồng. Thêm chả là 38 ngàn các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần cơm và cái phần sườn. Cơm rất là tơi mấy bạn. Mỡ hành thơm. Nói chung là chỉ cần cái phần cơm và phần mỡ hành đấy ngon rồi đó. Bây giờ để mình thử cái phần nước mắm nè. Nước mắm rất là vừa ăn, chua chua, ngọt ngọt. Chắc phải cho xin thêm miếng ớt cho nó cay. 30 ngàn dĩa cơm sườn nó có mắc 38 mà. Thì miếng chả nó 38 chứ nếu cơm sườn không mà 30 à. Giá vậy được, ông quận nhất vậy là thôi chứ yêu cầu gì nữa giờ. Rồi, để em ăn thử cái miếng sườn coi như thế nào. Nghe nói chị Tuyền này bán lâu lắm rồi, nổi tiếng. Phải, chị Thông. Chị Thông với lộn. Cùng gia đình nhau mà. Miếng sườn nướng rất là thơm. Vị ngọt. Mềm. Nói chung miếng sườn này nướng ngon à. Giờ để ăn qua thử miếng chả đã. Đây là chả trứng, ở trong có bún tàu ha. Ăn nó mềm mềm, bên ngoài thì chỉ nướng nó giòn giòn, hơi dai dai á, là thơm. Để xem thử cái phần đồ chua này nha. Củ cải trắng với cà rốt đồ chua. Phần đồ chua này khá là giòn. Chua thôi, không có chua lắm nha mấy bạn. Nhìn chung phải nói là cái dĩa cơm tấm này ngon. Từ cái cơm cho đến cái sườn, nước mắm. Cái phần mỡ hành thơm và nó cũng có cái béo nữa. Đúng là nổi tiếng là ngon thiệt chứ. Cực kỳ hài lòng với dĩa cơm tấm này. Mình nghĩ là mình có thể ăn được hai dĩa. Đây. Phương lấy hết rồi đó. Đối diện với chỗ chị Thông. Đối diện chỗ chị Thông bán cơm tấm có cái cô này có bán sinh tố nè. Ở đây mình đến đây uống cam vắt ha, tại bên ngoài trời mưa đó. Ghé chỗ này ăn cơm, ý là lấy cái chỗ của chị để ngồi ăn cơm xong uống cam vắt luôn. Cam vắt 15 ngàn đồng. Ngàn đồng được hai trái ha. Hai trái. Dạ. Em lấy ngọt vừa thôi ha. Vừa thôi. Dạ. Bán được mấy giờ tới giờ chị? 3 giờ. 3 giờ chiều. Tới 10 giờ xe quán mì. Dạ. Muốn đây hay đem về cơm? Em muốn đây luôn. Chanh dây cũng vậy luôn hả chị? Chanh dây 10, chỉ có một món cam là 15 thôi. Vô cam nó mắc, chanh dây có 10 ngàn thôi. Cái gì cũng 10 ngàn hả? Dạ. Vô Việt nó gắn với chị quá trời đúng không hả? Dạ. Vô Việt nào quê 3 cái ngược luôn á. Hai trái cũng được nửa ly chứ một giờ hả? Hai trái nước nó căng ngon. Dạ. Nước còn hơn nửa ly nữa.
ly cam bắc 15.000 đồng. Đi trả 25. Anh không anh về. Một miếng ăn luôn đây hả? Chả ngon chị ha. Chả sườn ngon. Như vậy là với 50.000 là một dĩa cơm sườn với một ly cơm bắc là tuyệt vời cho buổi tối rồi. Trà sữa trà xanh giá 12.000, Milo tập 12.000, Siro tập 12.000, đá chanh 10.000, chanh dây 10.000, chanh muối 10.000, xí muội 10.000, gieo cua đá 15.000 nè, trà táo trà đào 10.000. Đây cơm tấm chị Thông các bạn nha, mở cửa từ 3 giờ chiều. 077-778-0038 này giao hàng á hả? Và bây giờ chị Thông chỉ xác nhận cái chỗ là chị sẽ bán lại thường xuyên là chứ không phải gì trong thông tin trên mạng hồi xưa giờ là chị hay nghỉ bất chợt. Giờ nghỉ là bán làm gì? Rồi đó xác nhận thông tin dùm. Dạ.